đầu chương trình thì Trung Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào và nhiều sự tốt đẹp và may mắn đến cho các quý vị. Vậy thì mọi sự việc khởi đầu đã xong cho Nguyên Mạng Pháp đi vào bản tin của quốc tế ngày hôm nay. Cũng giống như thường lệ thì chúng ta khởi đầu với những bản tin của Uy Khanh. Đầu tiên nhất ngày hôm nay Putin đã lên tiếng. Sau khi cái chuyến đi của ông ta ở tại Azerbaijan thì ông ta được bị người ta phỏng vấn. Thì người ta hỏi là cái vấn đề đàm phán hòa bình vào tháng 11 nó có hay không. Khi lúc đó chúng ta đã nghe là có một cái cuộc đàm phán sẽ diễn biến ra giữa Nga và Ukraine, và có Trung Quốc là người sẽ là gánh vác một cái vai trò. Putin nó tạm thời bây giờ không có đàm phán gì hết. Sau khi Ukraine đã bước vào trên lãnh thổ của Nga và cái hành động của Ukraine Putin cho là hành động khủng bố, nên là ông ta sẽ không đàm phán với khủng bố. Nên tạm thời là tin hiện bây giờ là giữa cuộc đàm phán vào tháng 11 có thể bị hủy bỏ. Tạm thời bây giờ nghe các quý vị, thay đổi có thể trong những vào tháng 10, tháng 9 có thể đổi, nhưng tạm thời bây giờ thì sẽ không có cuộc đàm phán vào tháng 11 sắp tới đây. Đây cũng là một cái điều khá là đáng buồn cho cả thế giới đang lo lắng, vì ai cũng muốn cuộc chiến tranh này chấm dứt sớm, không ai muốn cuộc chiến tranh này nó kéo dài hết. Nhưng mà bây giờ thì cái quan điểm của Putin ở tại Azerbaijan là ông ta không muốn đàm phán. Đây là bản tin đầu tiên để chúng ta thấy rõ được là Putin hiện bây giờ là bị quê đàn. Bởi sao? Bởi sao quê đàn? Bây giờ nếu mà Putin đàm phán bây giờ thì người ta sẽ nói là Putin bại trận, Putin đàm phán. Putin không chấp nhận. Putin không chấp nhận cái sự bại trận nhục nhã. Nên là Putin chờ cơ hội là mình chiếm ưu thế trở lại để đàm phán. Để cho mình đàm phán trên cái vấn đề vinh quang chiến thắng, chứ không phải là đàm phán trong vấn đề bại trận được. Nên bây giờ không chịu đàm phán. Không chịu đàm phán, nhất trí là không đàm phán với khủng bố. À, các quý vị à, ông nói là ông không đàm phán với khủng bố. Tại vì ông bại trận, lúc mà ông thắng trận cách đây vài ngày trước khi mà ngày 6 tây tháng 8, ông còn kêu đàm phán mà. Lúc đó ông thắng trận, bây giờ ông bại trận ông không muốn. Ngoài ra thì sắp tới đây thì Ukraine sẽ đoán mời, hiện bây giờ ngày hôm nay Ukraine công bố là họ đang chờ đợi cái chuyến thăm của ông Thủ tướng Ấn Độ, đó là ông Modi. Có thể đây là một cái chuyến thăm lịch sử, cũng là lần đầu tiên mà chính phủ Ấn Độ ghé thăm Ukraine. Thì cô chú anh chị em cũng biết được là trong một cái đất nước Ấn Độ á, là một cái quốc gia nó cũng khá là phức tạp về vấn đề ngoại giao, đặc biệt là cái chiêu trò là bắt cá nhiều tay đó, vừa bắt tay với Nga, vừa bắt tay với Mỹ, vừa bắt tay với châu Âu. Và cái vấn đề này nó cũng làm cho người ta rất là lo lắng trong cái lập trường chính trị của Ấn Độ là trong những quốc gia lớn. Và hiện bây giờ thì Ấn Độ sẽ ghé thăm Kiev. Cụ thể Nguyên nghĩ là bữa nay hay ngày mai vừa ghé đó. Vì sáng ngày hôm nay thì chính phủ của Ukraine họ nói họ đang chờ đợi đoán thủ tướng của Ấn Độ ghé thăm. Thì Nguyên không rõ như thế nào, nhưng mà sự viếng thăm của thủ tướng Ấn Độ nó cũng sẽ tạo ra thêm một cái hào hứng, và để thấy rõ được là cái sự bận tâm của nhiều quốc gia lớn đến Ukraine như thế nào. Đây là bản tin nhỏ mà thôi. Và bây giờ, chúng ta quay trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là Belarus kéo quân áp sát biên giới của Ukraine với quy mô lớn, cả luôn vũ khí hạt nhân. Để làm gì? Mà lúc nãy cuối chương trình chúng ta tâm sự. Thì bây giờ để làm gì thì chúng ta không rõ. Có thể là bởi vì cái số mệnh giữa ông Tổng thống Sasanko với Putin là cùng một số mệnh. Putin còn thì ổng còn, Putin mất thì ổng mất. Nên là cái điều này nó cũng có thể nói là bởi vì ông ta đã không còn đường lựa chọn và ông ta bắt buộc phải đi vào cuộc chiến. Cũng có thể. Tất nhiên là cái này không ai khẳng định được. Có thể là ông ta chỉ có đe dọa Ukraine để giúp đỡ Nga, để cho giúp đỡ Nga là bởi vì lực lượng Ukraine bắt buộc phải phòng thủ ở khu vực biên giới ở miền Bắc. Thì nó sẽ giảm bớt đi số lượng binh sĩ để có thể tấn công ở khu vực kết. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân để hỗ trợ chương trình. Ông ta làm dữ dội như vậy có thể là chỉ có mục đích là đe dọa và để cho binh sĩ của Ukraine phải chi phối, không có thể gom quân để mà tấn công ở những khu vực khác, mà bắt buộc phải giam chân khoảng tầm 20.000 binh sĩ. Mục đích của ông ta hiện bây giờ mình chưa rõ, vì mình không phải là con sâu nằm trong bụng của ông Tổng thống Sasanko, không ai biết điều đó cả. Nhưng mà các vị biết là ngày hôm nay NATO đã điều động thêm 20.000 binh sĩ áp sát biên giới Belarus. Ngoài lực lượng của Ba Lan, là bởi vì Ba Lan là cái quốc gia láng giềng, nên là Ba Lan có một số lượng binh sĩ rất là đông ở cặp biên giới, thì lực lượng NATO
20.000 binh sĩ đã áp sát biên giới Belarus và gửi tối hậu thư răn đe Belarus: nếu anh vượt qua cái làng biên giới của Ukraine thì các anh sẽ hứng chịu sự hậu quả của chúng tôi ngay lập tức. Đây là cái tối hậu thư sau khi cái sự giúp đỡ, Tổng thống Zelensky đã kêu sự giúp đỡ đến từ Liên minh NATO. Sau khi cái tình trạng biên giới ở miền Bắc mà Tổng thống Zelensky đánh giá có phần nguy hiểm, Tổng thống Zelensky đã điện thoại trực tiếp đến ông John Stoltenberg và kêu gọi Liên minh NATO có hành động cụ thể để ngăn chặn sự việc này. Thì hiện bây giờ NATO trong ngày lập tức đã có hành động cụ thể. Ngoài cái đó, ngày hôm nay thì Đức đã ký một cái hợp đồng quân sự với Litva và sẽ xây một căn cứ quân sự của Đức cách biên giới Belarus khoảng tầm 12 cây số thôi. Lần đầu tiên Litva đã cho phép Đức mở một căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Litva, với trong một cái bối cảnh chính trị khá là phức tạp, đặc biệt là trong một cái bối cảnh là trong tương lai Belarus có thể tham chiến hay không, không rõ tình trạng cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga sẽ diễn biến như thế nào và những quốc gia liên minh NATO sẽ bị tác hại ra sao. Nên là Litva đã cho phép ký hợp đồng quân sự với Đức. Hiện bây giờ đang xây khẩn cấp cái căn cứ quân sự cho khoảng tầm 4.000 binh sĩ của Đức. Đức sẽ điều động thiết bị khí tài quân sự của mình, hàng nặng của mình, trong đó nó gồm tất cả những vũ khí hàng nặng, hệ thống phòng không, xe tăng Leopard, đủ thứ vũ khí cả, và sẽ đóng đô ở tại biên giới của Litva, cách Nga khoảng tầm 150 cây số, nhưng cách Belarus, mục đích là gần Belarus, gần Kaliningrad, chỉ có 12 cây số mà thôi. Vậy có nghĩa là gì? Vậy có nghĩa là Belarus đang bị bao vây. Hành động của Belarus bây giờ là nhúc nhích một chút xíu thôi là bị ăn đập liền. Hiện bây giờ mà hành động của Belarus chỉ cần bị nhúc nhích một chút xíu thôi, chúng tôi đang nhìn anh đó, đó, người Tây Phương mà họ làm gì hành động như này các người. Có nghĩa là hành động của anh là bị trong cái nằm kiểm soát của chúng tôi. Hiện bây giờ anh mà nhúc nhích là chết. Nghe đừng mà đặt đồ kéo mấy trăm ngàn binh sĩ kế bên biên giới của Ukraine. Nghe thì anh đừng có tưởng các anh sẽ chết. Đây là cái sự đe dọa trực tiếp của NATO ngày hôm nay. Lần đầu tiên Nguyên thấy NATO đã có một cái hành động rất là cụ thể, lẹ, mãnh liệt. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có đưa ra cái sự phán đoán mãnh liệt để đe dọa Belarus không có những hành vi quá lố ở khu vực biên giới miền Bắc của Ukraine. Thì có đánh hay không thì mình không biết. Cho Nguyên nói á, chiến tranh mà chẳng ai biết được, mấy cái ông nhà lãnh tụ này cũng không nghe đón được. Thì mình cứ, người ta cứ đang bảo vệ, người ta đang lo lắng, cô chú và anh chị em. Đây là tình trạng khu vực gần Belarus trong ngày hôm nay được nhiều người chú ý. Ngày hôm nay có một bản tin này khá hay, được loan tả ra được rất là nhiều. Nguyên thấy là bên Việt Nam cũng đưa và đài nào cũng nhiều cũng đưa. Đó là bài phát biểu của phía bên Tiệp Khắc. Jack công bố rằng sẽ ủng hộ dù Ukraine chưa lấy được toàn vẹn lãnh thổ. Jack sẽ ủng hộ Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Trong yên ngừng đây, trước khi bản tin này, Nguyên thấy các vị comment: NATO không dám đụng Nga, nhưng NATO sẽ sẵn sàng đụng Belarus. Vì cái lý do là địa lý chính trị, nó đơn giản là như vậy. Tự anh nguyên một cái bánh châu Âu không, ở chính giữa của ông độc tài chỗ đó khó chịu lắm. Xung quanh toàn là đồng minh NATO không, tự anh chính giữa, ngay chân trung tâm châu Âu, chính giữa mọc ra ông độc tài, cũng giống như các quý vị, cái khuôn mặt nó đang đẹp đẽ, nó một cái mụn bự vậy nè, ngay chân cái lỗ mũi á, nó khó coi lắm, nó khó chịu lắm, nó mọc ở đâu cũng được, nhưng mà nó mọc ngay chân cái lỗ mũi, nó xấu như con gấu. Nên là cái điều đó NATO không dám đụng Nga, nhưng mà đụng Belarus thì sẽ sẵn sàng, vì là địa lý chính trị nó phức tạp. Ông Belarus ông nằm chính giữa, ông nằm ở chính giữa xung quanh NATO, nên nó phiền, nó phiền ở chỗ đó. Nếu ông nằm ở mé bên bìa, mé bên bờ gần Nga thì không ai đụng ông hết á, không ai đụng ông hết. Và cái diện tích đất đai của ông nằm ở ngay chân biên giới của NATO, xong đồng minh không đó. Nó là người ta khó chịu ông, người ta mê ông lắm rồi, nhưng mà không có cái lý do, một cái cớ nào để quýnh ông hết. Vì đánh chiến tranh nó phải có được lòng dân và được hợp lệ theo cái luật lệ của quốc tế. Người ta chờ cái cơ hội ông sai phạm để mà có thể trực tiếp xóa sổ cái mụn trên cái lỗ mũi này cho nó xong. Các vị,
Và bây giờ thì Trung Yên nói cái bài phát biểu của phía bên Tiệp Khắc cho rằng là dù Ukraine không có lấy lại toàn vẹn lãnh thổ đi nữa thì Tiệp Khắc vẫn ủng hộ Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Tất nhiên là một mình Tiệp Khắc, Ukraine không thể nào sáp nhập được. Một mình Tiệp Khắc thì Ukraine không thể nào sáp nhập được. Cái điều đó thì chúng ta phải hiểu rằng là phải 32 thành viên của NATO đồng ý, chỉ có một thành viên phản bác cũng không được. Nhưng mà cái sự công bố của Tiệp Khắc đó, nó nói lên một cái vấn đề khác. Nó nói lên là hiện bây giờ có một cái xu hướng là muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này với cái sự trao đổi, là Ukraine nhường lại một phần lãnh thổ cho Nga, đổi lấy lại Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Cái này mới là cái trọng tâm. Vì hiện bây giờ các quý vị cũng biết đó, là muốn bảo vệ Ukraine trong cái con đường dài đó, không có cách nào khác, đó là sáp nhập vào liên minh trong cái tổ chức lớn hết. Và hiện bây giờ cuộc chiến tranh nó đang tiếp diễn, thì chừng nào cuộc chiến tranh chấm dứt và chừng nào Ukraine có thể sáp nhập được không ai rõ. Nên Tiệp Khắc mới nói rằng là cái vấn đề mà lấy lại toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nó không phải là cái vấn đề cần thiết. Cái sự cần thiết là bảo vệ được đất lãnh thổ của Ukraine và người dân Ukraine. Đó. Nên là họ mới nói rằng là dù Ukraine không lấy được toàn vẹn lãnh thổ nhưng vẫn có thể sáp nhập được NATO. Và có nghĩa là họ nói gì? Thôi chúng ta thỏa thuận với Nga. Đất đai của Nga lấy bao nhiêu đó cho ông Nga. Ngược lại Nga phải chấp thuận Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Đó. Thì đây là cái quan điểm này nó đã từng có từ lâu rồi chứ không phải là mới đâu. Nó đã có rất là từ lâu trong cái quan điểm đó. Ông Pháp, Tổng thống Pháp của Nguyên cũng có cái quan điểm đó. Đặc biệt là Tổng thống Pháp đã từng nói mà nếu Ukraine thất thủ đến cái khu vực dùng sông Dnipro thì Pháp sẽ gửi binh sĩ. Tại sao không gửi sớm mà phải đợi Ukraine thất thủ? Bởi vì địa lý của Ukraine nó có một cái vùng biên giới tự nhiên, đó là cái con sông từ Bắc xuống Nam. Nó có một cái con sông tự nhiên, nó tạo ra cái làn biên giới tự nhiên. Thì đã có những cái ý định đó. Ý định là muốn xúi dục Ukraine nhường đất đai cho Nga, đổi lấy được sáp nhập vào liên minh NATO. Đã có những cái suy nghĩ này từ lâu. Nhưng cái suy nghĩ này đã bị bác bỏ. Bị Ukraine bác bỏ. Bị chính phủ Ukraine bác bỏ. Vì Ukraine không đồng ý điều đó. Rồi bị Nga bác bỏ vì Nga không thể nhận được Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Nên là cái đề nghị của NATO đã từng có chứ không phải là không có. Trung Nguyên khẳng định cái điều đó qua nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có đất nước Pháp nữa. Nhưng mà người ta không công khai ra cụ thể, nhưng trong nội bộ đã từng đàm phán cái điều đó. Chỉ có điều là Nga không đồng ý và cả Ukraine không đồng ý, nên cái quan điểm mà nhường đất để sáp nhập vào liên minh NATO đã thất bại. Đã thất bại cô chú và anh chị em. Vì người ta nói bây giờ sẵn tiện là có cái biên giới tự nhiên rồi. Cái con sông Dnipro nó từ tuốt ở miền Bắc nó chạy xuống miền Nam luôn. Và cái diện tích đất đai nó khá lớn, nó đã tạo ra cái biên giới thiên nhiên sẵn có rồi. Nhưng mà Ukraine thì tất nhiên là họ không đồng ý cái điều đó. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề phát biểu của phía bên Tiệp Khắc mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Đây là những bản tin liên quan đến Ukraine. Chắc là các quý vị đã nhận hết tất cả những bản tin hot của Ukraine trong 24 tiếng đồng hồ. Cả luôn những bản tin gần nhất, mới nhất. Nguyên nghĩ là Nguyên đã không bỏ lỡ bất cứ bản tin nào. Và bây giờ, Trung Yên mạng Pháp chia sẻ bản tin của Hoa Kỳ trong cái bối cảnh bầu cử của Mỹ đang vô cùng hấp dẫn. Các quý vị cũng biết đó, bầu cử của Mỹ, Nguyên nói là hiện bây giờ cả thế giới đang theo dõi bầu cử của Mỹ. Sự ảnh hưởng chính trị nội bộ của Mỹ nó sẽ dẫn đến sự ảnh hưởng an ninh trật tự cả toàn cầu. Nước Mỹ xảy ra biến cố thì cả thế giới cũng loạn. Nước Mỹ ổn định thì tùy theo ai làm tổng thống, cái đường lối chính trị nó có sự thay đổi. Đặc biệt là gần đây đó, bữa nay đó, bài phát biểu của bác Trump đó đã làm cho rất là nhiều người chia sẻ một cách rất là dữ dội. Bác Trump nói là đảng Dân Chủ đảo chánh. Các quý vị sẽ nghe không lầm đâu. Bác Trump kêu là đảng Dân Chủ đảo chánh. Các vị nói đất nước an bình mà, có nghe gì đâu mà đảo chánh. Kêu là đảo chánh trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Đảo chánh bác Joe. Đảo chánh bắt vô, đưa bà phó tổng thống Kamala Harris lên. Rõ ràng là đảo chánh bắt vô. Bắt vô bị đảo chánh. Bắt vô bị lực lượng trong nội bộ đảo chánh bắt vô. Đấy nha. Thì cái câu nói này á, là vừa nói khiêu khích, vừa nói chọc, mà cũng vừa nói thật. Thứ nhất là bắt vô bắt không muốn từ chức. Mặc dù bắt đầu có muốn từ chức đâu, bắt bị ép buộc. Bởi vì trong cái đảng Dân Chủ nó có bà chị Hai Giang Hồ, là cái người có máu mặt nhất trong đảng Dân Chủ.
đó là chị Hai Nancy. Mà chị Hai Nancy mà không ủng hộ rồi đó thì không ai dám ủng hộ hết. Thực tế thì bác Joe bác vẫn cho rằng là mình là người đủ sức, đủ minh mẫn, đủ sức khỏe và đủ tài năng để chiến thắng với bác Trump. Bác Joe trong đầu bác vẫn tin là điều đó. Tuy rằng trong đầu thôi, nhưng mà bác vẫn tin là cái điều đó. Bác vẫn tin là đinh giống như cột. Mà bác từng đã nói một cái câu mà Nguyên nhớ hoài: nếu không phải tôi thì chúng ta sẽ bại. Chỉ có tôi mới thắng được Trump trong quá khứ và trong tương lai. Nha. Yeah. Bác Joe nhà ta có cái thuốc uống tự tin nó rất là mãnh liệt. Bác Joe nhà ta tự tin dữ lắm. Nguyên không biết nước Mỹ có sản xuất thuốc tự tin hay không, nhưng bác Joe bác tự tin lắm. Nhưng mà bác bị ép buộc. Vì nếu mà bác ra tranh cử mà đảng phái không ủng hộ thì bác không thể thắng được. Bác bị sự ép buộc mà không ai xa lạ bác thừa nhận luôn. Bác Joe bác nói là do bà Nancy đó. Bà là chị hai của tôi. Bà không ủng hộ tôi đâu có làm tổng thống được. Nè. Bây giờ bà Nancy bà không ủng hộ tôi phải rút lui thôi. Lỗi là lỗi chị Hai Nancy Pelosi, cựu chủ tịch hạ viện của Hoa Kỳ. Thì đúng rồi, thì cái cách cựu tổng thống Donald Trump nói bác Joe đã bị lật đổ, đúng, lật đổ trong nội bộ đảng phái của mình. Rồi bác Joe đã không còn đường lựa chọn nào khác ngoài sự rút lui, rồi phải nhường lại cái vị trí đó cho bà phó tổng thống. Rồi bác Joe cũng bắt buộc phải yểm trợ bà, nếu mà không yểm trợ bà thì nhiều sự phiền phức do với đảng phái của mình. Khổ lắm. Các thưa vậy, trong phim kiếm hiệp nó có câu là dân bắt vô kỹ. Nó bị ở trong cái thế kẹt rồi. Nó không thể nào đường nào mà được lui cho bác Joe được. Nên là bác Trump nói kêu là bác Joe bị đảo trắng. Nghe cũng hợp lý chứ không? Chứ đâu phải không hợp lý đâu. Nghe cũng hợp lý đó. Thì cái bài phát biểu này nó đã dẫn đến một cái cơ hội cho bà phó tổng thống chỉ trích. Bà phó tổng thống nói trời ơi, ông Trump là thằng hèn. Ông sợ tôi chứ gì? Ông nói như vậy là ông muốn đánh với bác Joe bởi vì ông Joe ổng yếu. Ông đánh với cái ông lớn tuổi bây giờ, ông đánh với tôi, ông đụng với tôi, ông ngán đúng không? Ông mới nói như vậy, ông cáo buộc là tôi đảo tránh vì ông ngán tôi chứ gì? Ông sợ tôi chứ gì? Ông sợ tôi phải không? Đó. Thì đây là một cái cơ hội để cho bà phó tổng thống bà phản pháo lại. Thì chắc quý vị cũng biết là trong cái bộ máy chính trị của Hoa Kỳ á, nó có một sự đả kích qua đả kích lại, đó là chuyện rất là bình thường. Những lời nói nhiều khi nó dùng những lời nói khá là khó nghe cho nhau nữa, khá là khó nghe cho nhau. Thì nói bây giờ là bắt Trump bắt sợ hãi, khi lúc đó là bắt Joe không phải là đối thủ đó, mà hiện bây giờ chính là bà phó tổng thống, nên là bắt Trump bây giờ bắt sợ hãi, bắt Joe hèn nhát đó. Thì đây là chúng ta thấy rõ được là hai bên đã có lời qua tiếng lợi trong cái vấn đề, trong cái giai đoạn tranh cử đang vô cùng sôi động. Nhưng mà cuộc đời nó ngộ các như vậy, nó xui thì nó xui đến tận cùng luôn. Nói bắt Joe là tội nghiệp cho bác. Thực tế thì mới nói là bắt Joe là tội nghiệp cho bác. Thứ nhất là khi bắt Joe mà ứng cử cách đây 4 năm về trước đó, thì cũng đảng Dân Chủ đưa lên cho ai? Yeah. Đưa lên cho đã, rồi bây giờ không đưa nữa. Rồi bây giờ thì bác Joe đã gặp cái trường hợp đó, sắp sửa người ta truy tố liên quan đến con trai của mình. Chắc các vị biết là thời ông ta làm phó tổng thống thì con trai của ông ta đã làm ăn với nhiều tập đoàn, trong đó có tập đoàn Ukraine nè, tập đoàn Nga nè, tập đoàn Trung Quốc nè, và lợi dụng danh tính của ba của mình. Rồi ông này cũng nhấp mở cho con trai mình làm cũng nhiều chuyện bậy. Nên là hiện bây giờ thì người ta bắt đầu điều tra Joe về những cái sai phạm lạm quyền để yểm trợ cho gia đình mình phát triển kinh tế. Trung Nguyên nói là cái xã hội nước ngoài, đặc biệt là xã hội Hoa Kỳ, nó không giống như xã hội của Việt Nam. Xã hội của Việt Nam đó thì nếu mình con là con của quan, thí dụ con của bác Tô Lâm đi, thì mình lợi dụng bà của mình là tổng bí thư đúng không, thì mình lấy cái tên tuổi của ba mình làm ăn ai cũng nể hết đó, làm ăn cái gì nó cũng suôn sẻ hết đó, thí dụ là gì. Nhưng ở nước ngoài cái đó là chết, cái đó là lợi dụng quyền chức. Lợi dụng quyền chứ không được các quý vị, không được. Nên là cái vấn đề mà con trai của một vị phó tổng thống lợi dụng quyền chức của ba mình để có thể lợi dụng đó để mà thao túng quyền lực, để mà kinh doanh là sai pháp luật. Khi đặc biệt hơn nữa là thí dụ người ta nói bây giờ giới thiệu cho ba tôi, anh giới thiệu ba tôi gặp mặt để nói về vấn đề hợp đồng ban giao nước này nước kia, thí dụ là như vậy, tất cả cái đó đều là phạm pháp hết. Tất cả cái đó đều phạm pháp hết. Tức là vừa qua thì người ta cáo buộc là bác Joe đã có những sự sai phạm trong quá khứ.
Nhưng mà đối với bác Rô bây giờ ông có nhớ đâu. Trời ơi, cái chuyện đó đã mấy năm về trước rồi. Bây giờ chuyện ngày hôm qua ông còn không nhớ nữa. Bây giờ nhắc cái thời ông còn làm phó tổng thống, mới không biết ông còn nhớ cái chuyện gì hay không. Nhưng mà bởi vì cái khổ là chỗ đó đó. Cái khổ là chỗ đó đó. À, bây giờ là ông đâu có nhớ. Bây giờ người ta nhắc là cái chuyện cũ. Thì bây giờ thì người ta đang chuẩn bị khởi tố rồi về những sai phạm trong quá khứ. À, cái khổ là như vậy cô chú và anh chị em, nó xui vậy đó, vừa bị mất chức, vừa không có thể cạnh tranh được, à, bây giờ sắp sửa bị người ta khởi tố. Thì cho Nguyên nói là có dai có trả. Cái vấn đề mà khởi tố cựu tổng thống Trump với nhiều sự sai phạm, nó đã mở ra cái hộp Pandora, nó mở ra một cái thành lệ, và trong tương lai này bất cứ tổng thống nào cũng có thể bị khởi tố và cũng có thể đi vào tù hết. Nên là đây là một cái điều là có dai nó có trả, trồng cái gì thì ăn quả đó. Thì Nguyên không biết tương lai của bác Joe nó như thế nào, bác Joe có may mắn hay không thì Nguyên không rõ. Nhưng mà trong tương lai của bác Joe sau khi hết nhiệm kỳ của mình sẽ gặp rất là nhiều sự khó khăn đó. Bây giờ thì người ta chưa có đụng lắm, nhưng mà Nguyên tin rằng là sau khi cái hết nhiệm kỳ của bác Joe thì bác Joe sẽ bị hơi nhức đầu đó cô chú và anh chị em. Đây là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ của ngày hôm nay Nguyên chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ còn nói về chút xíu về Mỹ trước khi Nguyên đến bản tin khác. Mỹ ai làm tổng thống chưa chắc nha, chưa chắc. Trong Nguyên nói với các quý vị rằng là đảng Dân Chủ có một cái điều hay hơn đảng Cộng Hòa, đó là mưu lược, chiến lược hay tuyệt vời. Đảng Dân Chủ có cái điều đó mà Nguyên rất là nể họ. Họ có mưu lược và chiến lược, và lúc nào họ cũng biết cái những cái chiêu trò khúc cuối cùng mình. Đặc biệt là những giây phút cuối, họ có những cái mưu lược rất là tuyệt vời. Nên là mấy bác đảng Cộng Hòa hãy nên thận trọng. Hãy nên thận trọng, đừng quá ỷ y. Đừng quá ỷ y. Đừng có quá ỷ y và đừng quá khi dễ bà phó tổng thống. Đừng nên đánh giá bà quá thấp. Vì sau lưng của bà đó là ba đệ nhất phu nhân, hai đệ nhất phu nhân với bà chị hai đó. Sau lưng của bà là một phụ nữ, thứ nhất là bà Clinton, thứ hai là bà Obama, và cả luôn bà Nancy. Sau lưng bà phó tổng thống có ba người phụ nữ quyền lực, ba người phụ nữ quyền lực có tầm ảnh hưởng trong đảng phái rất là lớn. Nên đừng đánh giá quá thấp bà phó tổng thống nha. Nguyên chỉ nói như vậy thôi. Còn sự diễn biến sắp tới đây, nó có những diễn biến mới, Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị sau thêm. Và bây giờ Trung Yên chia sẻ cùng cô chú anh chị em tình trạng của Trung Đông qua lời phát biểu của ông Blinken, làm cho cả thế giới đang, đặc biệt là châu Âu và cả Trung Đông đang e ngại. Theo bản tin của Blinken cho biết thì Iran có thể có vũ khí hạt nhân từ đây tới cuối năm. Đây là một cái điều mà cực kỳ người ta lo lắng. Theo tình báo của Mỹ cho biết, thời gian gần đây thì Iran đã có đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Người ta còn nói khoảng tầm 2 tuần nữa thôi cũng đã có thể có rồi. Hiện bây giờ chừng nào Iran có không ai biết được. Và Iran có thể liệt kê trong những ngày kế tiếp là quốc gia có vũ khí hạt nhân. Và cũng có thể đây là cái lý do mà tại sao Iran đang chờ đợi. Vì Iran đang chờ đợi cái vũ khí để có thể đe dọa để kẻ đối thủ. Và lý do mà Iran ngậm đắng nuốt cay để cho mình có thể thực thi được cái vấn đề chế tạo vũ khí hạt nhân thành công. Hiện bây giờ đây là cái báo động của Hoa Kỳ. Nó đã dẫn đến dấy lên cái sự lo lắng tột đỉnh cho Do Thái và nhiều quốc gia khác, chứ không riêng biệt về Do Thái. Trung Yên nói là lý do mà người ta me Iran là bởi vì người ta không muốn Iran có vũ khí hạt nhân. Nhưng thời gian vừa qua thì người ta đã thấy rõ được là Iran đã mua những cái chất liệu, chúng là uranium, những cái chất liệu để chế tạo ra vũ khí hạt nhân. Và Iran đã có một cái tồn kho khá lớn. Đặc biệt là gần đây Iran đã có cái sự liên hệ trực tiếp với Trung Quốc, với Nga và với Bắc Hàn. Iran đã có thể học những cái công nghệ đến từ những quốc gia này. Và Iran có thể chế tạo thành công hay là đang chế tạo thành công, không rõ. Nhưng đây là cái báo động của Hoa Kỳ qua bài phát biểu của ông Antony Blinken ngày hôm nay. Ngay lập tức thì cái vấn đề này nó đã dấy lên một cái sự lo lắng. Blinken còn nêu lên là cái vấn đề ngừng bắn ở tại Gaza chúng tôi đang đi khá là tích cực, và Do Thái đang ủng hộ cái điều này. Dấy lên một sự lo ngại, bởi vì chắc là Do Thái đã nhận được thông tin Iran đã có vũ khí hạt nhân. Và sợ, các quý vị biết là diện tích của Do Thái không lớn, mà bị một trái bom đạn hạt nhân thì hình như đã không còn tồn tại. Nên là có thể là bởi vì như vậy, nên là Do Thái đã bắt đầu hạ nhiệt lại ở khu vực, và Do Thái đã chấp thuận cái cuộc đàm phán. Có phải chăng là như vậy hay không thì không rõ. Nhưng hiện bây giờ theo bài phát biểu của ông Blinken ở tại Trung Đông, ông ta cho rằng là cái bước đi hòa bình ở tại Trung Đông nó đang đến cận kề.
Và Do Thái đã đồng ý và nhiều thế lực khác cũng đang đóng góp một vai trò để đang thúc đẩy cái cuộc hòa bình sớm hơn. Đây là cái bước đi khá tốt trong vấn đề giảm bớt đi căng thẳng ở tại Trung Đông trong thời gian gần đây. Nhưng mà ở Trung Đông, Trung Nguyên nói nó là trái bơm nổ chậm. Và Trung Nguyên nói là Nguyên rất là nể phục Iran trong hành động gần đây. Sự nhẫn nhịn của họ không dễ dàng.